Nó trở thành chương trình có nhiều tranh cãi nhất trong cuộc chiến tranh. Đó là chiến dịch Phượng Hoàng. Giám đốc CIA Conway nói, mục đích của chúng tôi là phải tập trung tất cả sự nhận thức, sự hiểu biết của tất cả các cơ quan tình báo trung ương về cơ cấu chỉ huy của địch. Phải hiểu được bản chất của nó ra sao thì mới tìm ra một chương trình thích hợp để chống lại họ. Chẳng hạn, bạn phải biết những gì về đơn vị chiến đấu của họ, mà còn phải biết về họ ưu thế như thế nào, họ bắt người ra làm sao, vân vân. Và sau đó, bạn sẽ dần dần hiểu biết về họ hơn. An assessment of Phoenix from a CIA agent in Saigon, Frank Smith. Đánh giá về chiến dịch Phượng Hoàng, một nhân viên CIA Sài Gòn đã nói, chẳng bao lâu khái niệm của chúng tôi đã trở thành sai lầm. Vấn đề thứ nhất là chúng tôi không phân biệt được đâu là cộng sản. Chúng tôi không có định nghĩa nào là rõ ràng. Chúng tôi không thể nào tìm ra chính xác đâu là cộng sản. Càng ngày ai là mục tiêu của chúng tôi, rồi sau đó là vấn đề bắt bớ, tra hỏi quá nhiều. Các nhà tù nhanh chóng trở nên chật ních. Tôi có thể cho một ví dụ như sau. Nếu lúc họ đánh bom ở các bar, các hiệu ăn, các làng xóm, nếu có một trận đánh xảy ra ở ngoài làng, thì đến sáng bạn sẽ thấy đầy xác chết của cả hai bên. Người của bạn, người của địch, không ai có thể phân biệt được cả. Thật là khó cho chúng tôi có thể phân biệt đâu là người Nam Việt Nam và Bắc Việt Nam để chiến đấu. Tất cả họ đều nằm đó. Những người chỉ huy thì đã biến đi mất rồi. Went out in the morning and you found that sure enough people had been killed on both sides in that kind of a battle. Some on your side, some on the enemy side. William Conway đã ra điều trần tại nghị viện Mỹ năm 1971. Chương trình Phượng Hoàng không phải là một chương trình ám sát. Đó là một phần của toàn bộ chương trình Bình Định. Theo con số giữa năm 1971, đã có 28.000 quân địch đã bị bắt. Khoảng 20.000 người khác đã bị giết, còn khoảng 17.000 người nữa đang củng cố lại lực lượng lúc đó. Mặc dù Mỹ tuyên bố thắng lợi trong cuộc chiến tranh Bình Định nông thôn, nhưng vẫn đụng độ, vẫn xảy ra và chiến sự ngày càng gia tăng. Cho đến năm 1967, 1/3 của 17 triệu dân Nam Việt Nam đã trở về làng. Khoảng 1 triệu vẫn sống, và hậu quả cho đến năm 1971, nhiều triệu khác bị mất nhà cửa sau chiến sự. He is critical of the reliance on military solutions. Trong 12 năm dưới thời các tổng thống khác nhau, William Conway tin rằng không ai chú ý đến những tin tức tình báo. Ông ta đã phê phán việc dựa vào các giải pháp quân sự. Lần đầu tiên Conway đến Việt Nam năm 1959, năm 1968, ông lại được cử đến để chỉ đạo chương trình Bình Định Nông Thôn. Ông đã thấy có nhiều điều khả quan hơn.
Năm 68, khi tôi trở lại Việt Nam, tôi có thể về một số nông thôn, ngủ đêm ở đó và đi ra khỏi nhà vào ban đêm. Sau đó tôi có thể nói chuyện với dân làng. Năm 1968, tôi có thể về các thị xã được bảo vệ bằng xe tăng và dây thép gai. Năm 71, tôi có thể về vùng nông thôn ban đêm mà không phải lo lắng về sự an toàn. Các vùng này trước kia là vùng cấm. Until the 1968 Tet Offensive, the U.S. military directs the war. Though Tet shatters U.S. public confidence, it also shatters guerrilla strength, enabling American forces to gradually secure the villages. Cho đến cuộc tấn công Tết Mậu Thân năm 1968, quân Mỹ vẫn trực tiếp tham gia vào các cuộc chiến. Cuộc tấn công Tết Mậu Thân đã làm tiêu tan niềm hy vọng của Mỹ. Nó cũng làm tan rã sức mạnh của du kích và làm cho lực lượng vũ trang Mỹ có thể dần dần củng cố ở nông thôn. Hàng tháng có khoảng 1.000 lính Mỹ chết trận. Họ tán thành Việt Nam quá chiến tranh. Một lực lượng quân đội đặc biệt của Sài Gòn được thành lập. Chỉ có đến lúc này họ mới bắt đầu cưỡng bức tổng quân và việc tăng cường huấn luyện trang bị về tinh thần quân đội. Trước lúc quân Mỹ tuyên bố kế hoạch rút quân là một việc làm mạo hiểm, lực lượng Sài Gòn lúc này có 427.000 người, vẫn còn ít hơn lực lượng của Mỹ. Mặc dù chuẩn bị rút đi, Tổng thống Johnson và sau đó là Nixon vẫn tiếp tục ủng hộ Sài Gòn. Johnson khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống đã kích thích sự can đảm đối với Tổng thống Thiệu. Hiện nay chúng tôi đang cố gắng để giúp nhân dân các bạn vượt qua mọi chướng ngại khi quân Mỹ rút đi. Rút khỏi cuộc xâm lược của Cộng sản và đứng vững hơn trong cuộc chiến tranh này. Chúng tôi nhận thức rằng ngay cả khi Tổng thống Johnson đưa thêm quân đến miền Nam Việt Nam cũng chỉ để tìm ra một giải pháp hòng thương lượng, chứ không phải là để chiến thắng. Mỹ tăng cường thương lượng hòa bình. Quân Thiệu nhận được chỉ thị rằng không cần hy vọng phải chiến thắng, mà chỉ cần tỏ ra là họ có thể kiên trì giữ vững là được. Chỉ đến lúc này Mỹ mới bắt đầu dạy các bộ máy đã lỗi thời của quân Nam Việt Nam. Hải quân Sài Gòn được cung cấp một loạt tàu đặc biệt để bảo vệ vùng đồng bằng. Lát đác quân Sài Gòn còn được cung cấp súng máy, súng trường đúng theo tiêu chuẩn của lực lượng vũ trang Mỹ. The United States military aid bill soars, and so do its hopes for reduced American involvement. January 1969, President Richard Nixon is inaugurated. The greatest honor history can bestow is the title of. Tháng Giêng năm 1969, Tổng thống Nixon tuyên bố nhậm chức. Ông nói, khi tôi trở thành Bộ trưởng Quốc phòng năm 1969, chúng ta có 550.000 thanh niên sang chiến đấu bí mật tại Việt Nam. Chúng ta đã mỹ hóa cuộc chiến tranh. Tôi đã quyết định và tôi đã báo cáo với Quốc hội và công bố với giới báo chí là chúng ta phải Việt Nam hóa cuộc chiến tranh, đưa quân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Nixon gặp Tổng thống Thiệu tại đảo Midway. Ông ta đã nói với Thiệu rằng Mỹ sẽ lập tức rút ngay 25.000 quân. Lúc đầu Thiệu phản đối, nhưng sau đó thì chấp nhận sự thật, không thể tránh khỏi. Tôi cũng đồng ý với quyết định của Tổng thống Nixon, bởi vì chúng ta cũng bắt đầu Việt Nam hóa cuộc chiến, và chúng ta sẽ đưa những người Mỹ ra khỏi Việt Nam. Sau đó, tại cuộc gặp gỡ ở Midway, ông Thiệu mới được biết tin rằng 25.000 quân Mỹ sẽ rút đi. Nhưng đó là điều không tránh khỏi.